Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh của Hải Phòng. Vâng, Kia Morning. Kia Morning là một trong những cái dòng xe mà có thể nói thông dụng nhất thị trường ô tô cũ Việt Nam hiện nay. Ra ngoài đường đâu đâu cũng thấy Morning. Đâu đâu cũng thấy những chiếc Kia Morning từ những năm 2005 cho đến 2004, cho đến 2020 và 2021. Morning là một trong những dòng xe khá là thịnh hành và khá là phổ thông tại thị trường ô tô Việt Nam và tham gia giao thông rất là nhiều. Các bạn có biết ạ? Vì sao ạ? Vì dòng Morning là một trong dòng xe nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa ít, bền. Đấy là những tiêu chí của người dân Việt Nam đang muốn sử dụng. Đa số tiêu chí Việt Nam, người dân Việt Nam đang muốn sử dụng những cái tiêu chí như vậy thì đang tích hợp ở trên một chiếc Kia Morning. Morning thì nó đang sánh ngang tầm với dòng xe VinFast Farin của bác Nhật Vượng, đúng không ạ? Và dòng Farin thì cũng thiết kế và cũng rất là dựa dòng Morning như thế này. Nó rất là nhỏ gọn, đúng không ạ? Vì thế nên là ô tô cũ Việt Nam đang hướng tới những chiếc xe nhỏ gọn như của bác Vượng hay là những chiếc Kia Morning như thế này. Với những người có thu nhập bình thường hay những người với điều kiện kinh tế thấp hay những người ở trong những cái khu phố rất là chật hẹp, đường nông thôn rất là khó đi. Thì ngày hôm nay Tuấn Anh sẽ lại lên sóng cho mọi người một chiếc Morning 2016. Đây là một chiếc xe biển Hải Phòng, màu bạc, máy 1.25, bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì nói là bản tiêu chuẩn thôi, nhưng mà đây là một trong những dòng xe bản thiếu của dòng Kia Morning. Với những chiếc xe bản thiếu như thế này thì chỉ được trang bị động cơ là 1.25. Còn đâu tất cả thiếu đồ, từ túi khí cho đến na răng, cho đến phanh ABS, thiếu hết. Nhưng mà chiếc xe này thì đã lưng lên được cái la răng rồi, lưng lên được màn hình rồi. Vì thế nên là Tuấn Anh sẽ quay cho các bạn về chiếc Morning 2016 1.25 biển Hải Phòng. Đặc biệt với chiếc xe này thì là một chiếc xe gia đình tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, biển 15A25346 đời 2016 và sử dụng là một chủ từ đầu. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang chào bán là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng các bạn đã sở hữu về chiếc xe này. Còn đâu các bạn cứ nghe trên mạng là ui dồi 75 triệu hay 85 triệu, đấy là cái phần trả góp. Còn giá bán thực sự của chiếc xe này là 238 triệu đồng. 238 triệu đồng thì bên em sẽ bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển. Vâng, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng luôn hướng tới một cái gì đó nó uy tín và chất lượng. Vâng, bền lâu hơn. Vì thế nên là lúc nào cũng chi tiết hơn cho mọi người. Không màu mè, không câu like. Ok, rất là vui vẻ, thân tình. Đấy. Khách hàng chỉ cần cọc cho em 5-7 triệu là em sẽ đánh xe tận nhà. Các bạn đừng nghĩ 5-7 triệu của các bạn là to, vì nhiều bác gọi điện cho em bảo là 5-7 triệu thì ví dụ như anh không đánh xe vào cho em thì em mất 5-7 triệu. Và nói thật với các bạn là 5-7 triệu không mua được uy tín và không mua được cả cái cửa hàng của em là khoảng vài đến hơn chục tỷ đồng. Đúng không ạ? Một chiếc xe hơn 200 triệu lấy của bác 5 triệu, 7 triệu và không đánh xe vào thì đấy là một trò hề. Và bây giờ thời đại là 4.0. Chỉ cần bác bóc phốt trên mạng một cái thôi thì rất đơn giản, cửa hàng của em coi như là sập và không có uy tín gì nữa. Không bán được hàng thì 5-7 triệu to hay là vài tỷ đồng to, các bác phải cân đối. Vì thế nên em đã đàm là phải chuẩn chỉnh uy tín hơn. Được chưa? Về chiếc Morning này thì nó là một chiếc xe có thể nói là một chủ từ đầu trên đăng ký, không con đục, không đóng vào công ty taxi, không dịch vụ. Nhưng là con này thì cũng chưa biết được chủ, cái chủ đứng trên đăng ký người ta mua về người ta sử dụng làm gì. Người ta đi làm cơ quan nhà nước hay người ta chạy dịch vụ kiếm tiền. Với cái dịch vụ kiếm tiền thì nó được mệnh danh vào là dịch vụ gia đình để có thể kiếm tiền. Đấy cũng là một chiếc xe gia đình. Vì khi người ta đã xe của chính chủ mình chạy kiếm tiền thì lúc nào người ta cũng cẩn thận và chăm sóc một cách rất là ok cho mọi người, đúng không ạ? Vì thế nên là chiếc xe thì vẫn được đánh giá là một chiếc xe gia đình. Một chiếc xe có thể nói khá là zin, từ những con ốc bẩn này cho đến táp lô táp ly của chiếc xe khá là sạch sẽ. Keo chỉ zin. 238 triệu, bên em sẽ bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển cho mọi người, hỗ trợ cho quý khách về những cái thủ tục sang tên đổi chủ. Nếu anh em nào khu vực Hải Phòng muốn làm trả góp thì vẫn ok bình thường các bạn nhé. Một chiếc Morning khá là đẹp, có thể nói là khá là bắt mắt và khá là hầm hố, và đặc biệt là chất lượng của nó thì khá là ổn định, đúng không? Vâng, nói chung là cũng còn với dòng Morning này thì 2016 thì độ khấu hao của nó thì cũng còn khá là nhiều, đúng không các bạn nhé? Nên là các bác có thể là chạy thì khá là đẹp. Với cái form 2016 thì đèn dấu phẩy và xe thì trang bị 4 cảm biến lùi phía sau. Đấy. La răng này là la răng lưng lên. Đấy. Nguyên bản của nó là la răng sắt các bạn nhé. Đấy.
Nội thất thì cũng đã bọc lại rồi. Nội thất thì được bọc bộ bộ áo ghế da. Đấy, màu da bò luôn các bạn nhé. Chân nỉ nguyên bản, và đặc biệt con này thì được cái là keo chỉ của nó thì rất là zin, không có đâm đụng tai nạn. Không có đâm đụng tai nạn từ những cái quánh cánh cửa của chiếc xe thì chưa tháo ra. Tất cả những cái phần khung cột của chiếc xe như thế này không động đến cà lê mỏ lết, cũng như là không có đâm đụng tai nạn và không ngập nước. Thì chúng ta sẽ kiểm tra phần khoang máy. Và bên em đi mua xe thì nói chung là cũng đã có những anh em đã dày dặn kinh nghiệm đấy để đi mua, chứ không phải là ai cũng đi được mua được xe các bạn nhé. Những người đi sau chỉ là những người học hỏi và truyền bá kinh nghiệm cho người đi trước, truyền bá nhờ thu nhận được những kinh nghiệm của người đi trước thôi. Còn đâu tất cả những chiếc xe bọn em đi mua đều là phải có những người kỹ thuật để đi. Có xe này chạy 11 vạn thì các bạn có tin được không? Với em thì chủ người ta chạy như thế nào thì em để nguyên như thế, đúng không ạ? Tất cả gương kính chỉnh điện theo xe. Một chiếc xe bản tiêu chuẩn 1.25 khá là khỏe so hơn so với những dòng 1.0 các bạn nhé. Đầu đài của nó thì là nguyên bản này. Cam lùi đầy đủ. Điều hòa khá mát. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì khá hoạt động bình thường. Và chúng ta sẽ đánh thử một vòng. Với chiếc Morning này thì khá nhỏ gọn và rất là dễ lái, rất phù hợp cho những người chị em phụ nữ hay là những người mà trong các con phố nhỏ gọn. Tốc độ lên của nó cũng khá là nhanh. Vì đường Việt Nam thì chúng ta mua xe và chúng ta không phải để chúng ta đua các bạn nhé, mà mua xe về để chạy phục vụ với mục đích gia đình. Vì thế nên là cũng không cần tăng tốc quá nhanh. Quá là ok đúng không ạ? Hệ thống đèn còi rất là to. Hệ thống gương điện đầy đủ hết các bạn nhé. Và chúng ta sẽ ghé vào đây để chúng ta xem cái phần khoang máy của chiếc xe nó như thế nào. Xem cái phần khoang máy của chiếc xe nó có ổn định hay không, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bật khoang máy lên để kiểm tra về cái độ máy móc của chiếc xe. Xe máy móc của nó có như thế nào, ổn định, có tốt hay không, đúng không ạ? Vâng. Hệ thống đèn pha của nó thì được trang bị đèn halogen, rất sáng. Rất sáng. Vâng. Và phần khoang máy của chiếc xe đây, máy của nó thì khá là đẹp. Từ con lốc mặt vàn gòn, từ chân máy, chân nước của chiếc xe thì khá là đẹp. Máy lổ rất êm. Đầu ràng, đầu sắt xi của chiếc xe thì không có đâm đụng va chạm, không có tai nạn. Máy thì nguyên bản, không ngập nước. Bình ắc quy rất nhỏ nhưng mà có võ, rất là khỏe và bền. Tất cả những cái đầu răng của chiếc xe như thế này thì đều không có đâm đụng tai nạn vào đây. Cái phần đầu tính cỏ chưa có vào quần. Đây là que thăm dầu. Và đây là phần lắp tổ dầu. Xe thì chắc chắn là chưa có hơi thừa rồi, đúng không ạ? 2016 thì không thể đổ hơi được. Đây là phần số khung, số máy của chiếc xe, đúng không ạ? Rất là đẹp. Máy móc rất là sáng sủa, sạch sẽ luôn. Và đây là phần lắp cabo của chiếc xe. Cabo của nó khá đẹp. Keo chỉ gần như là zin hết cabo. Đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2021. Vâng, cuối năm. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Anh cũng giới thiệu qua cho mọi người về chiếc xe Kia Morning 2016 phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.25, một chiếc xe gia đình, một chủ từ đầu. Với giá bán là 238 triệu đồng. Vậy anh chị em và các bạn nào quan tâm về dòng này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chị và các bạn ở những video tiếp theo.